Đây anh em nhá. Đấy, loa tép chống cháy 100%. Đây, đây trước mắt anh em là những mẫu loa tép China cao cấp. Đấy anh em nhìn những cái loa tép trước mắt anh em. Đây là những cái loa tép China cao cấp nhá, chứ không phải là tép bình thường. Đấy. Đấy, đây là China cao cấp được chúng tôi tuyển chọn hàng chục củ loa, hàng chục loại củ loa thì mới được những dòng này cho anh em. Đấy, mình có đây thế đây là chỉ có mấy loại đây thôi. Đấy. Loại này là 1,5 triệu một đôi. Đấy. China xịn nhá, chứ không phải là tép bình thường nhá. Đấy cái này là 1 triệu một đôi này. Đấy. Còn cái này là tép 900.000 một đôi. Đấy, cái tép này 500.000. Đấy mình sẽ giới thiệu qua cho anh em. Đấy. Những cái mẫu tép này là có độ tinh khiết về chất âm cực kỳ là tuyệt đối. Được gắn những hệ thống chống cháy cho anh em, đảm bảo 100%. Những loa tép này tại sao chúng tôi lại đặt tên là loa tép thông minh? Đấy, vì cái loa tép này là loa tép có độ tinh khiết âm thanh tuyệt đối, để vì nó có thể phát hiện ra sạn âm thanh và lỗi giải tần khi mà chúng ta phối ghép những bộ lôm côm. Đấy, có rất nhiều anh em về lắp là ok được luôn, thì điều đó chứng tỏ là cái loa cái bộ dàn của các bạn cực kỳ ok. Đấy, còn những cái bộ dàn nào mà những anh em lắp vào mà không ok thì cái bộ dàn đấy đã bị sai lệch về cái giải tần và một cái chất âm bolero mà cái bản rất là cái mà cái bản gốc yêu cầu anh em nha. Đấy, có rất nhiều anh em là ok. Đấy, chỉ có số ít thôi. Giả dụ như 100 anh em chỉ có tập khoảng 5 anh em là báo về là không ok, thì cái bộ dàn đấy thì đã bị cái loa tép này đã phát hiện ra sự sai lệch về giải tần. Đấy, anh em nha. Đấy, do chúng ta phối ghép âm ly này, vang, lọc, nâng của các bạn. Đấy, cảm ơn những anh em về là lắp là ok luôn. Thì điều đó chứng tỏ cái bộ dàn của các bạn đấy là quá ok. Còn những anh em mà chưa ok, không ok thì những cái bộ dàn nào mà chưa ok thì chúng ta phải sắp xếp lại cái phối ghép của chúng ta. Có thể nói loa tép thông minh ra đời thì để tạo ra một chất âm đẳng cấp hơn. Đấy, nó có thể là một cái thước đo để đánh giá cái bộ dàn của các bạn có ok hay không. Nếu mà lắp vào bộ dàn nhà các bạn cực kỳ ok thì là bộ dàn đấy là đạt chuẩn. Còn nếu mà lắp vào cái bộ dàn mà các bạn mà không ok, các bạn là dụ như lấy một đôi tép về lắp thì anh em bảo là không ok, thì cái bộ dàn đấy là có thể nói là chúng ta phối ghép cực kỳ lôm côm và sai lệch giải tần quá nặng so với bản gốc yêu cầu. Đấy anh em nhá. Đấy, hôm nay mình chế tại sao là có rất nhiều anh em cứ hỏi là tại sao chúng tôi đặt tên là loa tép thông minh. Cái loa tép thông minh là cái loa tép có thể là đạt chuẩn về giải tần. Đấy. Đạt chuẩn nhá. Đấy, trong đạt chuẩn về giải tần mà bản gốc yêu cầu có độ tinh khiết cực kỳ tuyệt đối. Để đã có rất nhiều video mình đã đăng lên YouTube. Anh em có thể vào xem và tham khảo về cái chất âm của những cái loa tép này mang lại. Đấy, loa tép này nó là một cái thước đo để đánh giá cái bộ dàn của các bạn có ok hay không. Đấy anh em nhá. Đấy thì rất nhiều anh em cứ hỏi là tại sao vào loa tép thông minh, ngoài những việc chống cháy 100% để tạo chất âm ok siêu nét và trợ lời âm thanh cho các bạn, thì cái loa tép này nó là một cái thước đo để đánh giá cái bộ dàn của các bạn có ok hay không. Đấy anh em nhá. Đấy, nếu mà lắp vào bộ dàn các bạn mà ok thì điều đó chứng tỏ cái bộ dàn của bạn quá tuyệt. Còn nếu lắp vào cái bộ dàn của các bạn mà không ok, hoặc kêu nhỏ này, hoặc kêu rè này, hoặc là có độ gượng, có độ sạn, thì điều đó chứng tỏ bộ dàn của các bạn phối ghép cực kỳ là lôm côm. Đấy, nó là một cái thước đo anh em nhá, để đánh giá cái bộ dàn của các bạn có ok hay không. Mà cũng rất may thì cái loa tép của chúng tôi đã có rất nhiều anh em về lắp và ok luôn, chỉ một cái số ít thôi. Đấy, nó chỉ 5% thôi. Giả dụ như là 100% thì có 95 người. Giả dụ như là có 100 người thì có 95 người ok và còn 5 người không ok, thì cái số anh em 5 anh em đấy phải xem xét lại bộ dàn này mình anh em nhá. Đấy. Đây mình sẽ đi giới thiệu cụ thể đây. Đây. Anh em nhá. Đây là một mẫu 1,5 triệu. Cái này là côn 4,5. Cái này là China cao cấp nhá, chứ không phải là tép bình thường. Đấy anh em nhá, có rất nhiều những cái loại giống như thế này nhưng mà anh em đã nhầm hoàn toàn anh em nhá. Kể cả chúng tôi
nếu mà chúng tôi không phải trong nghề, chúng tôi không bao giờ phát hiện ra được. Vì cái củ China xịn, nó có xịn gấp, nó có thể là cái tiếng chép của nó có thể là sáng gấp gấp 4 lần tép bình thường. Đấy anh em ạ. Đấy, nó trong, nó không bao giờ đục. Đây là 1,5 triệu một đôi. Đấy, đôi này là nặng 6 kg một đôi. Đấy, cái này là China cao cấp, nội địa Trung Quốc nhá. Đấy, ở bên Trung Quốc người ta dùng cái loại này. Đây, cái đôi này là 1,5 triệu một đôi, bao ship. Đấy anh em nhá, 6 kg một đôi. Đấy, cực kỳ cao cấp. Đấy, cái nắp nhôm nhá. Đấy, anh em nhá, đây. Đây cái này là China cao cấp. Đấy. Nhìn anh em rất giống giống nhau nhưng mà nó chỉ là cái khung thôi, nhưng mà cái chủ yếu là cái chất củ này anh em nhá. Đấy, trước đây chúng tôi tuyển chọn hàng chục loại củ thì mới được những cái loại củ này cho anh em. Những anh em giao hàng, giao củ thì đã bảo chúng tôi là cái anh này rất là kén củ. Đấy, tại sao chúng tôi như vậy? Vì chúng tôi phải tuyệt đối chọn một cái rất khắt khe để chọn củ cho anh em. Đấy anh em nhá, đấy là một cái điều quan trọng nhất để tạo ra chất âm ok. Đó là cái củ 1,5 triệu một đôi. Đấy, cho anh em xem nhá. Này, 1,5 triệu một đôi bao ship. Đây. Đấy, 1,5 triệu nhá, một đôi. Đấy, đẳng cấp Bolero nhá. Đấy, đây là củ 450, côn 4,5. Này, ngang 28, cao 17, 550W. Đấy, anh em nhá, cực kỳ là cao cấp China nhá. Đấy, sang bên này là củ 350. Đấy, nhìn anh em là thoáng là anh em nhìn tất cả các loại tép thì nó giống nhau, nhưng mà thực ra là không phải. Đấy anh em nhá, cái này là China cao cấp. Đấy anh em nhá, ngang 28 cao 17. Cái này là 1,000,000 một đôi. Đấy, 1,000,000 một đôi nhá. Đấy, 1,000,000 một đôi này. Đấy. Còn sang bên này thì là 900,000 một đôi. Đấy, cái này phễu này 16 x 16. Cái 1,000,000 này với cái 900 này thì nó giống nhau. Giống nhau về chất củ, chẳng có khác cái phễu thôi. Thì cái này nó rẻ hơn 100. Cái này là 900,000. Đấy. 350W nhá. Đấy, cái tiếp này 350W. Đấy. Cái nào chúng tôi cũng kèm cho cái bóng đèn dự phòng đây. Đấy, cái bóng đây có thể rút ra và thay thế anh em nhá. Đấy. À, trong quá trình mở thì cái bóng này không sáng nhá. Đấy, nó chỉ sáng trong trường hợp quá tải thôi. Đấy, hoặc anh em chỉnh chuột thế nào đừng để cho nó sáng thì là ok. Đấy anh em, nó mà sáng là anh em phải chỉnh lại. Đấy anh em nhá. Đấy. Cái bóng cái nào mình cũng kèm cho đây. Đấy anh em có thể rút ra và thay thế khi mà cái bóng này hỏng. Đấy, nhưng mà anh em mà chỉnh đừng để cho nó sáng là được, là ok nhất. Đấy, còn sang bên này là mẫu 500K. 500K huyền thoại của chúng tôi đây. Đấy, phễu này 12 x 12. Đường kính 508 cm, côn 2,5. Đấy, 500,000 một đôi. Đấy, có rất nhiều những video rồi. Mẫu này là có rất nhiều video anh em có thể đã mua rồi. Đấy, đường kính 8 cm. Cái này là 500K một đôi. Đấy, cái này là 900 này, China xịn nhá. Anh em nhìn cái củ tép thì không phải cái nào nó cũng giống nhau đâu. Đấy anh em nhá, chỉ là trong ngành chúng tôi thì mới phát hiện ra là củ xịn hay là củ thường. Đấy anh em nhá, cái này là 500,000 một đôi này. Cái này là 900,000 một đôi này. Cái này là 1,000,000 một đôi này. Cái này là 1,5 triệu một đôi này. Anh em nhá, anh em mình sẽ quay cho anh em xem đây. Đấy. Đấy, anh em có thể liên hệ với mình, cái hàng này là được phép kiểm tra, về nhà được phép kiểm tra, ok thì thanh toán. Đấy, mình sẽ nói trước, những cái loa tép chúng tôi là một cái cỗ máy thì nó có thể là một cái thước đo để đánh giá là cái bộ dàn của các bạn có ok hay không. Nếu mà về lắp mà ok là cái dàn của bạn đạt chuẩn. Còn nếu mà không được thì cái dàn của bạn thì có thể nói là rất lông côm về giải tần và sai lệch giải tần, hoặc cả sạn âm thanh trong quá trình phối ghép âm ly này, vang lọc nâng của các bạn. Vì mình thấy rất nhiều anh em phối ghép là chưa hợp lý. Đấy, anh em có thể đăng ký kênh YouTube Điện tử Phương Lưu để mình sẽ tư vấn cho các bạn làm sao phối ghép để đạt giải tần cực chuẩn nhất mà bản gốc yêu cầu. Đấy, để chúng ta không được phép làm sai lệch đi cái bản gốc của người ta. Đấy anh em nhá. Anh em cần hàng thì liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0973 533 269 anh em nhá. Đấy. 1,5 triệu này, một đôi này. Đấy, cái này là nặng 5 kg một đôi. Cái này là 1,000,000. Còn cái này là 900, cái này là 500. Và sau đây mình sẽ cho anh em đi test chất âm nhá. Đấy, cho tí anh em test chất âm. Đấy, test chất âm nhá. Một đêm thật tình cờ. Xuân
trên ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Hôm nay mình sẽ chạy một cái mẫu 1 triệu này, đây là mẫu 1,5 triệu, 1,5 triệu đây, để cho anh em đấy, anh em nhé. Đấy, rất là China cao cấp nhá. Đấy, anh em không biết chỗ nào có China cao cấp thì liên hệ với mình, lưu loa tép trên kênh YouTube Điện Tử Phương Lưu, 0973 533 269. Đấy, mình sẽ cho anh em test chưa đâu. Bên nhau phút giây ngày giờ ngày mai cách xa nhau, sợ câu ta thơ và sợ đường tình thay lối. Thì tôi chỉ xin em nếu yêu mình nên thật. 1,5 triệu nhá. Đấy, sau đây mình sẽ cho anh em là cái bóng nó sáng ở đâu nhá. Bóng nó sáng ở đâu nhá. Alo. Đây là cái mic đây. Alo 1 2 3 4. Đấy anh em nhá, cái bóng này nó là mình sẽ cố tình gõ mic vào cho nó sáng nhá. Đấy anh em nhá. Đấy cái bóng nó ở đây. Khi mỗi lần nó anh em phá thì nó có thể hỏng thì chúng ta có thể thay thế cái bóng đèn này. Nhưng mà trong quá trình mở nó không được phép sáng anh em nhá. Đấy, cho anh em test chất âm nha. Đấy, thoải mái đi. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Đấy. Alo. Và tôi bước bâng khuâng vì chùa cây lấn thềm. Trở lại sân ga đón tàu tôi về muộn. Đấy, chúc anh em lựa chọn được một đôi loa ưng ý. Cái loa tép này có thể chạy cho tất cả các loại âm ly cục đẩy được hết, bass 20, bass 25 được hết. Đấy, chống cháy 100%. Đấy, về chúng ta chỉ đấu vào đít loa thôi anh em nhá. Đấu vào đít loa thôi. Đấy. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em nhá. Chúc anh em chọn được một đôi loa ưng ý. Loa này là chống cháy 100%, đấu đít loa cục đẩy được hết. Đấy, đấu đít loa như này, âm ly cục đẩy đấu vào đây luôn. Hoặc đấu vào đít loa này luôn. Đấy anh em nhá. Đấy, đấu vào đít loa đây luôn. Đấy anh em nhá. Đấy, chúc anh em nghe nhạc vui vẻ. Cảm ơn anh em.